Hello, xin chào các bạn, mình là Nguyễn Du đến từ Nguyễn Du Hoa Quang. Như các bạn có thể thấy trong chiếc bể cá này của mình, ở phần đáy này có những con cá. Nhìn cái đầu nó như con cá chép ấy. Còn trên mồm nó còn có râu các bạn ạ. Chả khác cái gì con cá chép luôn. Kìa. Thì đây là con cá chuột nha các bạn nhé. Thì hôm nay trong video này mình sẽ nói cho các bạn những cái công dụng của con cá chuột này. Công dụng và những cái đặc tính của con cá chuột. Cá chuột thì nó có khá là nhiều dòng. Ví dụ như đây các bạn thấy là đây là con chuột ruby. Đây là con chuột trắng. Ngoài ra còn có những cái dòng chuột phổ thông như chuột cà phê, chuột ngọc trai, chuột green, chuột khá là nhiều. Vậy nên là nhiều người mới chơi khi mà nhìn con cá chuột này sẽ nghĩ là nó là một con cá dọn bể. Thực tế là nó cũng là một loại cá dọn bể, nhưng mà sử dụng như thế nào thì lại là một cái mà chúng ta cần phải lưu ý. Nó không như những cái dòng dọn bể khác như tì bà beo này hoặc là bống vàng này, nó sẽ đi mút những cái nhớt này, mút những cặn bẩn ở trên kính hoặc là mút những cái tảo nâu. Mà dòng cá chuột này ấy, nó đặc tính của nó là sống tầng đáy nhá các bạn nhé. Cá chuột thì nó chỉ sống ở khu vực tầng đáy thôi. Và công dụng của nó là gì? Đối với những anh em chơi những cái bể công nghệ hoặc là chơi những cái bể chải cát, chỉ chải cát thôi, thì sẽ rất cần đến con cá chuột này. Bởi vì nó sống ở tầng đáy ấy. Bởi vì nó sống và hoạt động ở tầng đáy, nên là nó những cái cặn bẩn hoặc những cái phân của những con cá khác nó rơi xuống dưới đáy sẽ được những con cá chuột này rằm ra và khoáng lên. Thì khi mà nó bay lên khỏi mặt cát rồi thì cái luồng thổi của cái bơm nó sẽ thổi cái phân đấy đi, và hệ thống xử lý phân nó sẽ hoạt động tối ưu nhất. Vậy nên là đối đây ví dụ như đối với những chiếc bể như thế này thì mình sẽ kết hợp, hoặc là những chiếc bể công nghệ chải cát chải nền cối này, mình sẽ kết hợp những con cá chuột số lượng vừa phải để chúng rằm những cái phân của những con cá khác ra và bay lên. Hệ thống lọc nó sẽ xử lý hết những cái phân đấy. Thì con cá chuột này ấy, nhiều người chơi bể thủy sinh đã lầm tưởng cái công dụng của con cá, nên là mua những con cá chuột này về thả vào bể thủy sinh, và sau khoảng một thời gian là đã nhận thấy cái sai lầm. Đấy là chúng nó cứ rũi những cái phân nền chúng ta lên ấy, làm cho chiếc bể chúng ta rất là bụi. Vậy nên là mình khuyến cáo các bạn nhé, khi mà chơi cá chuột cho một chiếc bể thủy sinh, một là cái phần nền của chúng ta, phần phân nền ấy đã được bao phủ bởi một lớp cỏ, ví dụ như chân châu ngọc trai này hoặc là ngô mao chiên, thì chúng ta hẳn nên chơi cá chuột. Chứ nếu mà cái phân nền của chúng ta hoặc là cái bể của chúng ta mới set up mà cây cối nó chưa kịp giữ lại những cái phân nền đấy mà chúng ta đã thả chuột ấy, thì nó sẽ khoáng lên rất là bụi. Dòng cá chuột này thì chúng ta cũng có thể nuôi chung cùng những chiếc bể mà chúng ta thả cá beta này hoặc cá bể màu, để cho chúng dọn dẹp cái phần đáy khá là tốt. Giá cả của một con cá chuột thì nó cũng sẽ tùy vào cái loại mà chúng ta muốn chơi. Ví dụ như loại phổ thông như cá chuột cà phê thì giá thành rất là rẻ. Ví dụ như con cá chuột cà phê to to này của mình này, to đúng bằng ngón tay cái luôn, giá thành chỉ 10.000 một con thôi. Dòng chuột trắng và chuột ruby này sẽ đắt hơn. Con này thì 25.000 một con, con chuột trắng kia thì 20.000 một con. Và những cái dòng chuột mà có cái sức phổ thông nó kém hơn, tức là nó hiếm hơn ấy, thì giá thành nó lại càng đắt. Ví dụ như là cá chuột green có thể lên đến 100.000 một con. Còn những dòng chuột mình không biết tên đâu, bởi vì là những dòng cao cấp như thế thì mình cũng chưa có cái nhu cầu để tìm hiểu, nên là mình không biết tên chúng. Nhưng mình xem qua giá thì cũng khá là đắt, mấy trăm nghìn một con cũng có. Vậy nên là tùy vào cái sự đam mê của mỗi người mà chúng ta có thể lựa chọn cho mình một con cá chuột sao cho nó phù hợp với cái bể cá. Biết được cái đặc tính của con cá chuột này nên là mấy anh em chơi bể công nghệ mới ấy, bể cá đĩa hoặc là bể cá cầu vồng có chải cát, thì thường là sẽ kết hợp với một đàn cá chuột hoạt động ở tầng đáy. Nó sẽ hoạt động khoáng hết tầng đáy có chải cát lên và sẽ
cái phần hệ thống hút phân ở đấy nó sẽ hoạt động một cách hiệu quả nhất, giúp cho chiếc bể cá của chúng ta luôn sạch sẽ. Vừa rồi mình đã chia sẻ cho các bạn những cái công dụng của con cá chuột. Các bạn cảm thấy hay thì hãy like và subscribe kênh của mình nhé. Có bất kỳ vấn đề gì thắc mắc về bể cá cảnh hoặc bể cá thủy sinh, hãy đặt câu hỏi trực tiếp cho mình trong phần bình luận. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.